làm xe cho bạn tình này. Xe vừa mới lấy được một tháng xong, em ý thì ít chạy qua tuyến đường này thì lâu lắm rồi mới có một chuyến hàng chạy qua tuyến đường này. Thì vừa rồi thì mình đang bắn cái tay gương cầu cho em ý này. Đây tay gương cầu nhá. Đấy, đợt này anh em có ủng hộ tay gương cầu nhiều quá. Bắn suốt ngày luôn. Bắn trong một ngày là bắn mấy cái tay gương cầu. Đây đúng rồi, hai vị trí. Đây hai vị trí các bạn nhá. Đây em bị xước cửa các bạn nhìn. Đấy, nhiều anh em không thích đóng mâm xoong ấy. Thì mình sẽ bỏ cái bài này. Cái bài này là bài dàn chống xước cửa. Đó. Cái này là dàn chống xước cửa các bác nhá. Đấy, nó sẽ có hai kiểu chơi. Một là anh em đóng xoong, mình hay đóng đen đỏ. Hai là đây, xước cái này. Dàn đây. Dàn lên cao lên tí thì nó xuống tầm đấy là vừa. Đấy. Đây là cái này là dàn chống xước cửa nhá. Đó, anh em thấy không? Đấy, khi mở cửa ra thì đập vào đây, nó không đập vào xước cửa các bác. Đấy, rất đơn giản đúng không ạ? Đây là cái giống xước mép cửa này. Anh em cứ định vị hai cái vị trí mà hay bị xước cửa nhất là góc dưới và góc này thì anh em dán thôi, hoặc là góc nào đấy thì tùy các bác lựa chọn. Đó. Đấy, thế là xong các bác nhá. Đây gọi là chống xước cửa này. Đấy, nhìn nó có đẹp hay không thì tất nhiên là nó cũng gọi là tương đối thôi. Tất nhiên là tùy vào mắt của mỗi người. Anh em thấy đẹp thì nó là đẹp, còn thấy xấu nó là xấu. Đây vị trí này em bị xước các bác này. Nhìn thấy các bác này rất nhiều luôn này. Đấy, cái vị trí này là ai mở cửa đập vào tường nhất này. Đấy, vị trí phía trên. Trên thì mình mở ra thì theo quán tính con người thì mình nhìn được. Còn phía dưới này thì anh em ít nhìn. Đấy đúng không? Vì mình ngồi trên cao là mình sẽ nhìn được tường. Còn cái phía dưới này anh em nhìn thấy cái này đây rất là nhiều luôn này. Đúng không bác? Đấy, thì mình dán vào như này thì mở ra nó sẽ không đi. Bên dưới thì... Rồi xong. Đấy, cái này là nhựa dẻo các bác nhá. Bên trong nó là keo. Anh em xin rửa các thứ ABC đầy đủ hết, thoải mái luôn. Đấy. Đấy, sau khi dán vào nhóm như này thì các bác mở cửa này theo quán tính đập này vào thôi. Đấy, không đập vào cái mép cửa vào được. Thế là xong. Đấy, còn nhìn xa nó có đẹp hay không thì đây mình sẽ đưa camera cho các bác nhìn xa xa. Xem nó có đẹp hay không. Đó, các bác nhìn thấy không? Rất hay luôn đúng không? Đấy, ok. Còn làm gì đâu ông Tình nhỉ? Rồi, đây, anh em lấy đồ đấy các bác nhá. Còn gì đâu ông Tình nhỉ? Còn gì không? Còn gì ủng hộ đi, ủng hộ tiếp. Nhưng mua lúc cái tẩu trước. Ok, mua cái tẩu rồi đúng không? Vâng, tẩu rồi, có điều kiện kiếm được tiền đấy. Ok. Hốp ấy. Hốp rồi chơi đúng không? Em bao tiền thôi. Của em là tất cả tổng có 508 thôi. Đấy, thank you em rất là nhiều, đấy, 20. Đây, mình đang tận cảnh bán ra cho anh em. Đồ và bắn cho em ý cái tay gương cầu và... một số cái đồ linh tinh. Có mua gương cầu này không? Không. Cảm ơn em. Cảm ơn anh nhá. Cảm ơn em. Thank you em. Thank you Tính rất nhiều. Cảm ơn anh em nhá. Đấy, đây là đang buổi chiều các bạn. Thì thường thường những buổi chiều thì nó sẽ có một lúc rất là vui. Đây. Đây, anh em đang ủng hộ đồ rất là nhiều. Cảm ơn anh em rất là nhiều nhá. Đây, buổi chiều đến thì mình lại phải đóng hàng cho anh em. Đấy. Rồi, thank you bạn Tình rất là nhiều. Đấy, đây là ngồi lát đây này các bác này. Ok em, có gì đâu em. Anh có, chung cho bạn mấy cái nóc rồi. Để cho em thêm cái lòng dầu nữa. Dầu nhất, nhất máy. Rồi xong luôn. Bây giờ em đi thay dầu là em... Anh bán cho em cái lòng nữa. Ok, lòng nhớt, có luôn này, lòng mắt. To to kia thì có. Lòng nào anh? Lòng chó, lòng đó. Nó có, lòng đó xịt, bẩn thì xịt, còn bẩn quá thì thay thôi anh. Lòng hỏng, ốm lọ thì bệt bệt lòng dầu thôi. Lòng dầu máy này. Lòng dầu máy cả đen. Hai món, cho em 4 con ốc. Thay cả cái kia. Ốc lòng này mình đầy. Ôi, thì xịt từ từ thay khác đi, chặt bạc tôi bảo thôi, nếu nó thay xong. Đấy, anh làm luôn mấy cảo luôn. Cảo 250 anh ạ. Cảo tây đấy. Tây xịt anh ạ. Tây xịt. Đây đều xịt hết. Đều xịt hết luôn. Cảo nhà em cực gần tây không nhập hàng Trung Quốc đâu. Tây xịt luôn. Đơ dày dặn luôn, cầm dít chắc chắc định luôn, không bao giờ bị méo. Có dây vải kia không? Dây vải không à? Đó. Dây vải bán mét theo không á? Dây vải để em cầu hàng ấy. À chết rồi. Cái đấy thì em lại đang hết, chắc phải chuyển sau. Đây còn mối cảo, mấy trước còn mấy sợi bán hết. Đang bán hết sạch.
Em gái anh. Ok, chú ơi cho bán túi không anh? Mình có bán cái đầu không được không? Đỡ không anh? Bán cả cuộn, anh mua cuộn lợi hơn. Em có cuộn dây giờ nhưng mà nó mất cái này. Thế mới đau như này, bán cả anh ạ. Thì anh có bán giờ một cái không? Không ạ. Rồi, bán giờ cái không nữa. Em bán cả không bán lẻ. Vì cái này tây xịn này bán theo cuộn hết rồi, không bán lẻ muối tay không. Là bán rồi thì em mua một cái nữa, vì em có dây trong kia rồi. Cho 50 này cộng với một cái cào đúng không? Cộng với một cái lòng của em 600 tất cả thôi. Dây bao giờ về anh? Dây thì chắc phải tầm sang tuần anh ạ. Bắt đầu nhập cào cái đơ, cào cầu thì bắt đầu em nhập tiếp. Đó, để lấy 2 đôi. Vâng, anh cho đây anh, cho đây xem. Anh yêu em nhiều. Em cảm ơn anh nhá. Đây là lòng có thì cũng có gì. Có kìa. Cô em mua đồ đây suốt mà. Ừ. Đầy đủ hết anh. Cháu như anh. Vâng. Đầy đủ hết cả, không thiếu cái gì luôn. Dạ, em cảm ơn anh. Rồi, thank you anh nhá. Anh em có gì ủng hộ mình theo số điện thoại 0978 3383, 0978 3383 và số điện thoại đây các bác nhá. Đó, thank you các bác rất là nhiều ạ.